Dạ, tại hồi lúc trước anh có đặt em 2 liều anh cái đắp đó, rồi gọi anh đó, anh đắp một lần một là anh hết luôn đó, em nhớ không? Anh Thành ở Chợ Cú nè, ở Chợ Vinh nè. Dạ, nhớ rồi. Anh nói gì rồi nó sẹp lép hết trơn luôn, rồi anh thấy vậy anh đắp thêm lần nữa, anh đặt em một lần nữa, rồi lần này anh, rồi cái hồi nãy có ông anh của anh Lợi á, ông anh bà con ông nói uống cổ mày sẹp lép trơn rồi hết bú rồi, rồi nói đắp thuốc ở đâu hay vậy, nói rồi có mua ở ngày ở bên Đồng Tháp nó gửi qua, ở Long An gì đó rồi gửi qua, rồi nói gì mày dùm nhận cho tao đắp một liều đi đó. Sao giờ thì trời cũng bị mà em cái này mà mình đi mổ một bên rồi còn đắp được không à? À, nó lạnh. nếu mà nó hết thì thôi, nếu mà nó còn mình cứ đắp anh. À, tại vì vợ của ấy hồi ngày trước là mổ, bây giờ là nó mổ đi lên ung bướu mổ, bây giờ nó cũng vẫn u lại nữa. Mà hồi đó là mổ có một bên thôi. Đi nói nãy đó, anh nói nãy là mổ một bên, giờ nó cũng vẫn có phát hiện lại nữa. Cũng à, anh mổ được rồi, mấy năm rồi anh, mổ mập Lâu lại anh. rồi, cũng cỡ 5-6 năm rồi. Ông nói lo gì mày giùm lấy cho anh một liều đó, nó thấy cổ mày sạch đẹp hết trơn bình thường rồi đó. Rồi thật sự là anh tưởng chứ ơi, anh đắp chỉ có 2 lần thôi hả? Dạ. Anh hồi đó, hồi đó anh bị cái bú mấy năm anh? Anh bị là hồi lúc mà bị thì nó nằm bên trong mình cũng không biết. Rồi mà cơ thể anh hồi hồi xưa là lúc mà anh còn tầm khoảng 40 tuổi, năm nay anh 55 tuổi rồi nè. Dạ. Rồi tầm anh 40 tuổi là anh mập mập lắm, anh tới 5-6-7 ký, là anh nhỏ con mà 5-6-7 ký. Rồi bây giờ ngày còn có 49, 48, 49, nó sụn tới 7-8 ký rồi, cái mà nhưng mà nó nằm bên sông mình cũng không phát hiện được. Rồi bắt đầu cái có một lần anh nhậu với anh đi ra vệ sinh, cái bắt đầu anh xỉu luôn, ngang xỉu luôn, súng nhau kêu vô, có phẳng theo nghĩ chắc có khoảng phút sau mới tỉnh, rồi cái anh tưởng đang được tiêm, rồi cái anh mới lên bệnh viện 115 bệnh viện Hòa Hảo, rồi anh khám tổng quát hết 2,4 triệu, người ta nói là anh bị bút cường giáp, nó ảnh hưởng qua tim, cho nên là mình thiếu canxi thiếu gì đó, ông bác sĩ nói gì có thể là mình xỉu bất ngờ gì giờ nào cũng vậy chứ á. Nó chứ không phải là hở van tim, đầu tiên anh tưởng đâu rồi hở van tim hay là bị tim gì đó. Cái nhưng mà anh không có lên bệnh viện tim, anh khám ở Hòa Hảo, và bác sĩ người ta kết luận là nó là bị bú cường giáp, nhưng mà nó không hiện tượng nổi lên. Nhưng mới thời gian đây cách đây, nhưng mà thời điểm anh xỉu cách đây là có khoảng gần 10 năm, 7-8 năm đó. Anh đoán có khoảng đó, rồi sau có 2-3 năm nay anh thấy cổ anh dung lên rồi đó. Dung tròn ổn luôn, tròn do nổ lên hai bên như cục hạch bằng cánh cái. Và anh nói chuyện anh mệt lắm, nói chuyện như 20 tiếng anh mệt lắm. Nói chung là nếu mà từ hồi biết tới giờ chắc cũng 7-8 năm ha, chắc cũng cỡ đó, từ từ 10 năm trở lại. Từ lúc bạn sẽ quá, từ lúc bạn sẽ 7-8 năm hả? Dạ. Rồi anh nó dung lên, nó dung lên là mọi người ai cũng đều biết hết trơn, rồi anh biết không, mà nó dung lên nó hai cục hạch hai bên đó, rồi anh đắp rồi bữa đó anh coi trên của em đó, rồi cái anh đặt em một liều, cái anh đắp cái trời anh nói thiệt làm như là xúc tim đắp vô sập lép rồi cái, nhưng mà nó còn có bên trái nó hơi nhẹ nhẹ, nó hơi cỡ bằng ngón tay cái, rồi lúc trước thì nó bự bự rồi nha, bự hơn ngón tay cái, rồi anh đắp lại thứ hai nữa đó, rồi hết luôn tới giờ nè bình thường. Vậy là cái lần thứ hai anh đắp bao lâu rồi? Anh đắp lần thứ hai là trước Tết á. Bây giờ là hồi cái cỡ khoảng lối tháng 12 á, lối tháng chạp á, là còn tháng tới Tết á. Cỡ khoảng đó đó. Nhưng mà anh mới đắp cách đây lần đầu với lần này, hồi lúc anh lấy thuốc của em á là cách đây khoảng 4 tháng 5 tháng vậy. Dạ. Rồi lần hai anh đắp dưới Tết, mình đắp lần nó nóng thiệt, nhưng mà lần hai thì nó đỡ nóng hơn cái lần đầu. Bây giờ anh bình thường anh sẽ bếp hết chân hả? Anh có Zalo anh gửi cho anh coi, anh sẽ bếp không có nổi gan cổ bình thường. Bây giờ là... Hồi xưa là nó nổi ung dung lên hai bên hông luôn. Bây giờ là ở đâu còn mệt nữa anh? Dạ. Giờ đâu còn mệt nữa hả? Không,
không còn mệt gì. Anh nói chuyện thế em thấy nghe bình thường không, chứ lúc trước mà anh nói chuyện khoảng 10 tiếng anh hụt hơi đó. Nếu mà đi karaoke, ví dụ nhậu nhẹt karaoke, cái cỡ bản rồi là xong rồi đang nghỉ ca đó. Gán lắm. Bây giờ có thử là ca mấy bài luôn không? Nó làm như nó lấy hơi lên xuống thước thước vậy. Kỳ cái gì đó. Ảnh hưởng cái tim của mình nó nên đâu có mạnh được. Bởi vậy cơ thể mình nó yếu, mà nhờ anh đi lái xe rồi cái nó cũng không có đi bóng dáng lao động nặng đó. Lái xe khách đó. Rồi giờ anh thấy cũng hết, anh cũng nói bà con là ai có ấy rồi nãy anh nhận thuốc của em dùm cho. Rồi ông anh bà con cậu ông lên, nó nói mày dùm lấy dùm tao. Đó. Một điều chỉnh cho nên anh mới đặt em đó. Ông nói trời xong mày đắp mấy lần vậy? Ông hỏi mày đắp mấy lần thì Thành ấy mới có hai lần á. Lần đầu tiên thì thấy nó xẹp rồi đó, rồi lần sau tôi đẩy một cái nữa cho nó hết vĩnh viễn luôn. Thì đừng cho tái phát tới giờ mới vô à. Sập đép kìa mà. Cái cây này hôm trước anh đã đi mổ rồi. Nhưng mà anh thấy nhiều người mổ rồi cũng phát sinh đó, cũng tái diễn lại như vợ của ảnh á, với đột này nói vợ tao đi mổ 5-6 năm bây giờ thấy nó cũng dung lại nữa. Mà anh có hỏi là một ca mổ là có nhiêu triệu không anh, mấy triệu không, mười mấy triệu không? Không, hồi nãy anh không hỏi, nhưng mà có cái bà chị ở xuống trên bà nói cũng mấy chục á. Cũng tùy theo nó bú nhỏ bú lớn á, cũng là mười mấy triệu á trở lên á, tiêu bú á. Cũng tiền không ha? Đi vô bệnh viện bú á. Thế mà cái đó anh thấy anh thật sự ra không phải anh nghe nói, nhưng mà ở xóm anh là nhiều người là mổ rồi cũng mấy đàn bà là bị nhiều hơn đàn ông. Dạ đúng rồi, đàn bà sắp thì bú đàn bà bị nhiều hơn đàn ông, em không hiểu luôn. Rồi tại anh là bị di truyền nè. Chị anh có rồi, mà nhưng mà hồi đó là bả đi mổ. Bà đi mổ lâu rồi, mấy chục năm nay rồi. Bà giờ bà cũng mất rồi, chứ bà còn. Rồi cũng mấy xóm trên này, nhà anh nè, mổ rồi cũng tái diễn lại. Có người có tái diễn, người không. Mà đa số là ba người là hai người tái diễn lại đó, một người không đó. Có người bị di căn luôn anh. Dạ dạ. Có người mổ về là không nói chuyện không được luôn. Dạ. Thì đó, thì sợ vậy đó. Tại vì em nói với anh nè, khi mà lên ca mổ đi, anh cũng biết rồi đó, anh nó đâu có cho anh 1% rồi đâu, nếu có gì là mình chịu không luôn đó. Rồi không có bảo hiểm không gì là tốn tiền dữ lắm, cũng mấy chục á. Có bà kia, bà nói chuyện, bà mổ xong rồi bà về, bà nói chuyện như con dịch sim vậy đó, không vậy đó. Kỳ ha. Bà thì cũng lớn tuổi, bà cũng năm mấy tuổi, chứ không phải còn trẻ, bà bả về bả nó không luôn. Tiếng nói của bả khác hơn ngày thường. Em tính ra cái cây này nó cũng hay ha. Hay thiệt, cái này là thần dược luôn. Cái này biết ở đâu chứ trời, anh nói chị Nam mình chờ giúp thì chứ. Dạ. Nhờ cũng nhờ em á, anh coi tên em đó, anh mới biết đó. Dạ. Thôi anh cũng không biết, thật sự anh không biết, đầu tiên anh cũng không có tin. Đó, rồi mà anh thấy chân của em rồi anh đắp thử lần cho mình, làm như là thuốc thần vậy, đắp vô là nó hết hẹo là nó xẹp liền. Hết hẹo là nó xẹp liền, là nó xẹp liền, chứ không phải mà ấy là bây giờ hiện tại giờ hai gân cổ nó nổi lên bình thường, chứ hôm trước nó tròn do là nó mập thị vậy. Anh là bữa rồi, nào thì anh rỗi anh đi tái khám được coi. Nếu bác sĩ nói là trời ơi sạch mắt tiêu luôn, bác sĩ không hỏi cái gì cái té ngửa luôn á. Dạ chứ tại vì lúc trước là bác sĩ nói là bị cường giáp á, cho nên là xỉu á, không phải là bị tim, ảnh hưởng qua tim đó. Rồi cho nên là anh tính sửa sẵn đi mổ rồi, nhưng mà anh thấy nhiều người mổ rồi tái diễn lại, rồi nhiều khi bị tắc tiếng nữa, khao nữa đó. Thì em nói là cái cây thuốc nam á thì nó mắc ưa thì nó hên xui, thì điều em nói ví dụ ai mà bị bú thì nên thử đi, còn vụ nó thí dụ em nói thí dụ nó không hết thì thôi, nó có hợp với cái cơ địa mình hay không. Thì tôi anh hợp, anh đắp cái hai lần nó hết vĩnh viễn, nhiều người không hợp ta đắp cỡ 3-4 lần vậy đó. Nói chung cũng có tốn tiền bao nhiêu đâu, chứ đi mổ nguy hiểm. Trời ơi, cái này hết này còn hơn người ta cho 50 triệu đó em ơi. Dạ, mà tới có mấy trăm ngàn mà. Em sức khỏe là vàng bạc mà, bây giờ mình có tiền mà không có sức khỏe mà không lẽ mình hút sữa không? Dạ, đúng rồi. Mình hút sữa vậy.
sức khỏe là vàng bạc mà. Thì anh cũng mừng đó, nhờ anh em anh coi anh mừng thiệt chứ hết. Dạ. Chết trời với bạc hết thiệt. Được rồi, quá. Cũng là do... cho nên hồi nãy anh mới dặn em một liều trình nữa để cho ông anh á, chứ anh thì hết rồi. Dạ, anh không có đắp nữa. Dạ. Dạ, nói chung là đắp thì nó cũng hơi nóng mà anh thấy hết rồi, anh không đắp nữa. Nói chung là chịu khó nóng chút xíu mà nó hết bệnh thì được rồi. À, lần đầu tiên trời ơi, nó nóng chịu không nổi. Anh để tới 20 mấy phút á, anh nghe em nói để 30 phút gắn để 20 phút chịu không nổi lấy ra, rồi lần sau anh để có khoảng, lần sau nó bớt nóng em ơi. Gắn để gần nửa tiếng á, gần 30 phút á. Nói chung mình mà chịu, nó không nóng chịu khó ráng ráng chịu nóng tí xíu cho nó thấm vô trong á. À, nhưng mà lần sau thì nó không nóng bằng cái đầu chịu không nổi luôn. Làm như là nó quen rồi đó, lần sau nó quen á. Cái da cơ thể mình nó thích nghi á, nó thích nghi được cái làm như là nó quen nóng rồi đó. Cái lần đầu đắp thứ nhất là nó nóng, thứ hai cũng hồi hộp ha. Nó nóng như thế này rồi biết nó hết hôn. sáng nó phồng lên như là bánh phồng, nổi mụn nước đầy hết trơn. Giờ thấy ớn ăn luôn. Nhưng mà thấy rồi vài bữa giờ hết thẹo rồi, trắng lại rồi. À tại vì em biết sao không? Nó chỉ ở ngoài da của mình, nó không có thấm vô thịt nên nó không bao giờ để được thẹo. Dạ. Chứ anh ra ngoài nắng nữa chứ. Lúc nữa anh đang làm nhà mà anh vừa đắp, anh vừa ở nhà làm nhà, anh ra ngoài nắng anh phụ ginh gạch, ginh xi măng nữa mà cũng không có nám luôn. À. Ờ, không có nám. Rồi người ta nói sao mày không ấy, nói trời ơi thằng ông mà nói gì đâu mà sợ, quan trọng là hết bệnh là được rồi. Rồi nó hết luôn mà nó mất thẹo luôn, chắc là bình thường. Cũng cầu trời sao cho bà con ai đắp cũng được giống như anh. Dạ dạ, cũng cảm ơn em nhiều á, chứ không có ấy thì chắc cũng giờ này chắc đi bệnh viện rồi chứ không có còn ấy. Còn xương khớp á, xương khớp thối quá địa điểm rồi á. Em ở đây đảm đắp là bà con hết trơn, ai cũng hết trơn á. Rẻ mà công nhận, rẻ tiền mà nó hiệu quả chứ. Dạ. Nhiều người ta bỏ ra hàng chục triệu, hơn trăm triệu mà nó không hết đó chứ. Dạ, cái bú này á, là bác sĩ cũng nói là nó bị từ trong máu mình ra nên là nó không có cái gốc được. Dạ. Đó, rồi công nhận không biết sao mai nói anh mai phải quyết chủ gà được cái kênh của em, cái anh cũng coi thường xuyên lắm. Đầu tiên thì thấy mình cũng hơi bi quan chút. Dạ. Sau này cái thấy kênh mà thấy kênh của em rồi cái nhiều người hết á, anh tặng em đó. Dạ, cũng cảm ơn anh ha, chia sẻ. Dạ, em thấy anh hết em cũng mừng nữa. Dạ. Anh thì anh cảm ơn em nhiều hơn. Dạ, đi bạn nghe ai hết là mừng cho người đó. Dạ, dạ. Nói chung là nhiều người hết lắm mà tại vì... Bằng xây 10 cái chùa mà. Dạ. Nhiều người hết lắm mà tại vì mình đâu có phải mà ai mình cũng biết đường mình gọi đâu. Dạ, dạ. Đúng rồi, nhiều người lắm. Dạ. Nhưng mà anh thấy là... cũng có người ta nói như vậy á, nhiều mấy ông này nói trời Phúc Nam nhiều cái xuống cái là hết vĩnh viễn luôn á, chứ không phải tại nhiên lại đâu. Dạ. Bây giờ anh thấy là anh là hết rồi đó, anh mới tin đó. Dạ. Anh thật sự. Bây giờ em thấy đi vô bệnh viện là trước kiên đi vô là anh đã đưa cái sổ hơn 150 đó. Hồi khám sơ sơ vòng vòng ngoài 2.4 ở ngoài Hòa Hảo á. Sơ sơ rồi đó ha. Dạ. Đó là cũng như là chưa có điều trị đó, mới khám cho sơ ở ngoài đó là 2.4 rồi đi tiền xe tiền cộ này kia lấy quay đến 3 triệu, nếu mà đi mổ nữa chắc cũng cả vài chục. Mà vô trong đó là đâu có trả giá được phải không? Dạ, trời ơi, bác sĩ mà sao trả giá được, nó 100 triệu cũng phải 100 triệu về cầm bằng khoáng luôn chứ không có nghèo nghèo á, sao không có bằng khoáng mà cầm nữa. Dạ. Dạ. Ở gần mình nói chung là cái bệnh này, cái thuốc này công nhận hay thiệt. Dạ. Hay hơn thằng y, cái này hơn thằng y với anh theo anh nghĩ hơn. Dạ. Như đắp nó 2 lần hết trơn á, anh thấy cảm thấy cơ thể anh biết mà nó khỏe rồi, nó không mệt rồi, mình lao động kinh đồ nặng nó thấy cũng không như hồi trước. Dạ. Khỏe. Dạ. Hồi trước là rinh tí xíu là không được rồi. Dạ. Hả? Trời ơi, rinh có một bao gạo. Dạ, gạo cái 20 kg vậy là thở như trâu vậy. À. Mệt lắm, làm gì cũng không được hết á. Rồi ăn nhiều nữa, ăn nhiều mà không mập. Kỳ vậy ta? Ăn là ngày tô có tô vậy, ăn dữ lắm mà không mập. Rồi nó đi đâu mà không mập? Ai biết đâu, nó bị... thì bác sĩ cũng nói cái này nó hành nè.
Bác sĩ ông nói một ngày anh ăn cho anh ăn ba tô cơm á, nó cũng không mập nữa, khi nào anh hết bệnh anh mới mập được. À, nên nói vậy, ông nói vậy á, bác sĩ á. Rồi vật theo đi ông bú rồi anh nói sao ngày qua ngày anh thấy kênh của em rồi cái thuốc anh cái dành dành nước nè về tập hết trơn luôn hai lần, lần đầu là thấy thấy hiệu quả rõ ràng 70-80%. Rồi anh tắt thêm lần thứ hai, lần trên nó hết hết cái căng luôn á, sẹp lép luôn. Anh lúc trước nó bằng ngón trỏ cái không anh? Cả đó là nó tròn do cổ, nó tròn do chứ có cái bắp đùi mình như nó tròn, nó nổi, nó không có phù mà như cái của người ta, nó phù rớt ra ngoài nhưng mà nó tròn dữ lắm, nó nổi hai một hạch hai bên á. Bằng cỡ phẳng bằng giò cái cỡ như cái hộp mít vậy đó, nói bự gì dạ, với nó mập lắm, cổ nó mập lắm. Chứ nó ăn cơm á, ăn nhiều lên đó đó. À, vậy nè em, anh cũng cảm ơn em nhiều ha, có gì em gửi cho anh sớm sớm. Dạ, sáng mai em gửi, dạ. Sáng mai em gửi cho anh, thì cảm ơn anh ha. Dạ. Anh đắp có hai lần mà hết rồi con, y như cái thằng dược luôn. Bà con nào cản cái dành thì gọi số điện thoại trên góc màn hình cho em ha. Bà con nào bị bú cổ, thối quá đĩa đệm, gai cột sống rồi đó. Lấy cái dành tươi và đắp. Thì mỗi phần em gửi đi là một nắm khoảng mười mấy cây về cho bà con đắp. Và em gửi cây có cục đất luôn để cho bà con trồng luôn á. Đây thì mình đắp cũng 5-6 lần, nếu mà thì hai lần thì có người đắp hai lần, có người đắp 5-7 lần nó mới xẹp á. Thì bà con nào cần cái cây này thì em gửi một phần, em gửi là 250.000 ở trong miền Nam, còn 300.000 ngoài miền Bắc ha. Bà con nào cần cái cây thằng dược này thì gọi cho em. Cảm ơn bà con ha.